con trai mình Giang Thủ. Chào mọi người đi. Các bạn chào mọi người. Chào mọi người. Con trai mình. Dạ. Chết cả cái gì? Đi đâu ba? Coca-Cola. Cái này là hai cái bánh pizza mọi người ạ. Cái này là ăn tăng cân luôn á. Đúng. Cái này mà ai mà tặng cho mấy thứ này là thứ dễ mập lắm nè. Ai tặng cho biết nữa. Món mình yêu thích thì mọi người ơi. Wow. Đây, với chả thịt. Mọi người ơi, ngon quá. Đây, đó cái này là phê luôn. Còn cái này. Cái này là tôi thảo hành xin sơ. Bình thái này là đánh con gẹo lưu luôn. Đây, cho mình một chả. Ơ, hà thuyền đi. Trời ơi, tặng cho cái bánh mà kèm theo trái tim nó mới ghê. Dán là đầy như vậy nào. Ok, đây là cola mọi người, cola rất ngon. Đúng. Ok, còn cái phần này không đi. Ngon này, Igor, mùi á. Một cái bông hồng này chắc trai tặng qua. Đây. Ăn mì chà kèm theo bông hồng. Ý cơ. Giúp mẹ. Qua đi. Trời ơi, có kỹ quá. Bắt sợ chôn đấy. Phòng đẹp quá mọi người. Hàng vàng hồng xoàn kim cương gì đây. Nói ra là biết ham tiền này. Bánh kem. Bánh kem mọi người. Đừng sốt đi. Để coi bộ dĩa gì nha. Trà xanh. Đây mọi người, bánh kem bộ dĩa trà xanh. Gì? Nước ngọt. Các bạn, nước ngọt. Nước ngọt Coca-Cola. Con mình không biết tiếng Việt mọi người. Ăn đi. Cũng đi. Ngon.
á là ai đặng cần biết ăn trước đứng sau. Ăn xong rồi mình mới được cho là ai đặng. Ngon không? Ngon mà ngon. Mà cái dạng mà ăn rồi mới mệt. Người ta nói cúng thần tài gỗ đĩa, người ta nói nếu ví dụ như cúng thần tài gỗ đĩa là cũng phải thử trước thì cúng mấy ông không mới ăn đúng không? Cho nên á mình trước mình mời mọi người á, mình ăn trước để mình cho mọi người biết là có độc hay không rồi mới dám mời đúng không? Chiên nó là sao mà hết chị? Ở cái trong này là nó bỏ cái bỏ mà chi á. Chi cái gì mà các bạn chị? Phô mai. Ở phía trong cái dành nó bỏ phô mai á, nên nó rất là mềm ngon. Hai cái, giờ ăn cái không cái bỏ tôi làm này ăn. Nhưng mà kêu mày cũng không biết ai tặng nữa. Không ghi tên tuổi hết trơn á. Thôi kệ đi. Ai tặng ăn trước tính sao? Ngon nhỉ. Bây giờ bị khổ nào bây giờ con mình mập ra. Chút ốm. Ốm như đẹp trai. Bây giờ nhỏ như một đống lên phi. Mê chàng. Đi đâu không chẳng ai thật. Chứ mùi này ngon đẹp mọi người. Thật là miếng này mọi người. Có là thịt thịt bò. Thịt bò làm mật ngọt nè. Loại này nó làm rất là ngon. Ở cái dành này nó có bỏ phô mai vô nên nó rất là mềm. Con mình một mình nó đã ăn hết cái rồi. Thường thường mình ăn hai miếng là rồi. Ngắn. Mít cái mình thích ăn mấy cái thứ này là pizza hay mà cơ là spaghetti Mỹ. Mẹ hay gì? Giỏi. Bắt em là cốt. Con mau là đẻ. Từ nhỏ mình dạy con mình á. Nhận cái gì từ người khác á. Cái gì cái món đồ gì, nếu mình nhận từ người khác là phải rất cảm ơn. Ra đường hay là gặp bất cứ ai là phải chào hỏi. Cái thứ gì mua vậy? Cái này mặn ngọt ra tập thể dục ăn cho sức miệng này mình tập tập vừa khỏe nè vừa được ăn thoải mái nè. Ngon rồi, ngon thì tự ngon không biết tại cái bánh nó ngon hay tại đồ free nó ngon nữa. Chai Coca-Cola này là một lít lít rưỡi mà mọi người, lít rưỡi thì bên đây nó bán 1.900, tiền lương là khoảng 20 đây coi 1.000 là 20.000, tiền lương 20.000, 1.900, lo bán rồi, còn bốn nữa. Còn bánh kem làm cho mọi người. Hôm qua nay nhà mình ăn hết 3 cái bánh kem rồi đó. Đang cái là cái thứ tư. Biết làm sao bằng con mình là nó không ngọt tắm. Bây giờ này nó 17 tuổi. 17 tuổi, nó cao 1m76. Cao 1m76. Kìa kí lôi ạ. Ủa lắm. 76 cỡ đó là 76-77kg. Được rồi, nó cân là 76kg đó.
ăn nhiều quá. Đây là kết quả của hai mẹ con làm hết cái bánh pizza. Từ chiều hôm qua đến buổi sáng hôm nay đã ăn hết hai bánh kem rồi. Để cái nữa cái thứ ba. Ok. Tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người sau nha. Chứ không là tạm biệt mọi người hả bà? Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt. Mọi người. Mọi người. 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 Cái gì? Bây giờ anh đang xem mọi người ha. Bây giờ mọi người đang làm thì mọi người chụp hơi chụp bắt bắt cái này mà nãy có cái đẹp cao. Chúc 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 ch